Alo luôn, và đi trong phiên dịch ngày hôm nay á, thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy là chúng ta trải qua một cái phiên đáo hạn phái sinh. Em đánh giá là nó cũng không có quá nhiều biến động. Tại vì sao? Tại vì trước ATC và sau ATC thì anh chị thấy là nó không có biến động nhiều. Cái kỳ này là phe sọt thắng đúng không ạ? Giảm khoảng tầm 6 điểm trong ATC. Nhưng mà chủ yếu đến từ những cái mã trụ bo cung là chính. Chứ bản chất những cái mã và những cái dòng á, thì nó đã vận động trong phiên rồi. Vô tới ATC thì nó lại không có thay đổi nhiều lắm anh chị ha. Với lại thường á, những cái đáo hạn phái sinh á, cái điều khó lường và anh chị mình lo sợ nhất là nó kéo bật tăng lên hoặc là nó đạp thẳng xuống hay gì đấy đúng mà. Còn mà dao động trong những cái biên độ như thế này, anh chị thấy là về mặt chỉ số nè, vẫn quanh quanh những vùng này, cũng là những cái biên dao động 5, 7, 9, 10 điểm gì đấy, quanh quanh đây thanh khoản nè. Cao bùng nổ thì cũng không hẳn, mà nhỏ thì đương nhiên là không. Có nghĩa là nó không có những sự đột biến gì cả. Ha, nó vẫn quanh quanh như này thôi. Thì nhìn chung là một phiên đáo hạn phái sinh tương đối là nó không có quá nhiều những cái sự biến động. Anh chị ha, tại vì nó cân qua cân lại một hồi thì chỉ số nó chỉ quanh quanh đây. Thành ra chúng ta phải tập trung vào cái vận động của cổ phiếu thôi. Anh chị ha. Dạ rồi, chúng ta sẽ đi vào cổ phiếu để có những cái nhìn mà nó khách quan nhất và nó toàn diện nhất về cái sự vận động trong phiên ngày hôm nay. Anh chị ha. Đầu tiên á, là dòng ngân hàng và đầu tiên là ACB anh chị ha. Thì ACB trong phiên ngày hôm nay thì anh chị mình có thể thấy là vẫn dao động biên độ hẹp, khối lượng thấp. Vô ATC thì nó đè khoảng tầm 3 line từ 8 xuống 5 nè để phục vụ cho cái việc đáo hạn phái sinh. Thì những cái trạng thái mà phục vụ cho đáo hạn thì ngày mai nó sẽ có những sự trả điểm. Mà đạp thì cũng không bao nhiêu, thành ra trả thì em nghĩ nó cũng về lại quanh quanh những cái mốc mà 33 chấm ít của nó thôi và chờ đợi những cái sự bứt phá lên target ngắn hạn của nó là 36 anh chị ha. Rồi BID nè. Có những sự bứt phá nhưng mà volume có vẻ như là không đạt, volume khá là yếu. Thì nhìn chung là T cộng thì vẫn lên được 46 ha. Volume mà cực đại hơn á, thì chúng ta sẽ xem xét cho nhiều khía cạnh hơn. Còn volume bình thường như thế này thì nó chỉ lên được khoảng 46 thôi. Lên tới đó chúng ta sẽ có những cái nền tích lũy mới gì đó, chúng ta sẽ có đánh giá thêm anh chị ha. BBB nè, vẫn tích cung nè, chờ đợi dấu hiệu về mặt dòng tiền anh chị ha. CTG cũng vậy nè. Đấy, HD nè, đạp đạp kéo lại, chủ yếu là chỉ số thôi, đáo hạn phái sinh là chính. Liên Việt nè, chờ tết cung nâng nền và tiền vào anh chị ha. MB nè, chờ kích hoạt nè. MSB cũng vậy nè, hồi tốt nè ha, tết cung nâng nền lên hoặc là tích lũy thêm, anh chị sẽ xem xét cho nhịp sau. OCB cũng vậy nè, chờ đợi ha, tại vì nó đang có cái vùng cân bằng ở đây rồi, sau những cái quá trình mà rũ nè, bứt lên đeo bám nè, rũ xuống nè, cân bằng nè ha, chờ tết cung và nâng nền nha. SHB nè, anh Hiển có đạp ở đây chút nhưng mà volume thì cũng không đáng kể, chứng tỏ là điều tiết là chính chứ thật ra thì đạp cũng không đạp mà kéo cũng không kéo ha. Đây là cái vùng kháng cự mà anh Hiển vẽ ra nè anh chị ha. Tại vì bản chất tổ chức họ cứ đánh trong ATC như vậy thì hoàn toàn là ý chí của họ hết đúng không ạ. Những cái phiên này là kê 10 triệu vô đạp rồi kê 10 triệu lên kéo, trong phiên họ đâu đánh đâu, họ vô đúng ATC họ đánh thôi. Thành ra đây là vùng kháng cự mà anh Hiển muốn. Thì khi nào mình bứt được cái vùng này thì đó sẽ là vô trận của SHB anh chị ha. STB nè, tích cung no supply nè, khối lượng thấp nè, anh chị chờ đợi ha. Con này kích hoạt dòng tiền thì nó sẽ lên mức giá 30, con này tiền vào đây rất là tốt. Hôm nay thì nó không có quá nhiều biến động. Tech nè, tích cung no sụp nè ha, chờ thôi, chờ tiền vào nó sẽ lên mức giá 56 cho anh chị. Tại vì nó tích lũy nền lâu như thế này rồi thì nó 56, 57 là target ngắn nha. TB thì em đánh giá là em có chia sẻ rồi, nó tích lũy lâu như thế này nó rất dễ có những cái trạng thái là gãy đền rũ hoặc là nó vẫn có những sự bứt phá nổ lên, nhưng mà nó phải chờ đợi những con anh em của nó ha. Còn nếu target trong ngắn hạn thì em nghĩ là như này được rồi, có chia sẻ rất nhiều, nó bản chất nó đâu có chạy thêm đâu anh chị, nó tới đây là dừng rồi ha. Vietcom nè vẫn vậy ha, VB nè vẫn vậy ha, biến động thì không nhiều. Đây là đè nè, Vietcom chị thấy trong ATC nó có nó nhá cái sàn ha, nó nhá khoảng tầm vài giây sàn thôi, xong rồi nó cũng kéo lại, nó cũng không có thay đổi lắm và nó cuối cùng nó chỉ biên độ hẹp như thế này thôi. Thì hai con này là điều tiết phái sinh nè, chứ biến động này cũng không nhiều ha. Dầu khí nè, dầu khí đang có trạng thái rũ nha. Như đã có chia sẻ thì sau quá trình mà nổ lên nè, đeo bám nè, cân bằng tết cung thì đúng ra phiên hôm nay nó phải đánh. Nếu phiên hôm nay không đánh thì anh chị phải bán, tại vì nó vi phạm cái mức chặn của em. Hai em có chia sẻ, thành ra những con như này nè, dầu khí nè, nổ lên là để bán chứ không có mua. Tại vì mình mua là mình mua ở đâu? Mua dưới này,
anh chị ha. Đây thì hôm nay em có bán dầu khí bớt đây nè, vi phạm nè ha, vi phạm chặn, tại vì nếu mà nó đánh tích cung như thế này nó phải đánh, còn nếu nó không đánh chứng tỏ là đây có đeo bám rượu, rượu thì mình bán ha. Thì biên độ lợi nhuận thì khoảng tầm là 22%, quanh quanh đấy, thì đỉnh nhất ở đây là khoảng tầm 25-27, nhưng mà nó rủ xuống đây thì khoảng tầm 22 thì mình chốt lại luôn, tại vì mình kỳ vọng ở đây là nó nổ thêm để mình ăn được một cái đoạn biên lợi nhuận nữa. Nhưng mà nó chưa có thì nó đủ, thì khả năng nó sẽ kích hoạt những cái trạng thái mà nó đánh gãy xuống mà nó tích lũy lại dưới này thì nó sẽ khá là lâu, hay khá là lâu, có thể nguy hiểm cho những người mua trên này, nhưng mà những người mua ở dưới thì mình không nguy hiểm lắm, thì mình sẽ chủ động mình chốt lại và mình chờ đợi những cái nhịp cân bằng ở phía sau ha. BVS cũng vậy nè, xuất hiện cây này bạn anh chị ha, nói chung biên lợi nhuận đã có rồi, nó đánh là nó đỡ ở đây nè đúng không, mà nó test ở đây rồi tích cung rồi mà nó vẫn không đánh mà nó rủ xuống như này thì anh chị phải bán, anh chị lưu ý nha. Thành ra mới có chia sẻ với anh chị mình tất cả trên này là không có điểm mua, lưu ý nó chỉ nổ lên tiếp là để bán thôi, không phải để mua ha, tại vì mình kỳ vọng đây có một cây nổ nè, nếu không có thì mình bán vậy thôi ha. BVD nè, BVD thì bản chất anh chị chặn đuôi thôi ha, chặn đuôi thôi đấy. Cái cây này thì tùy, nếu mà vi phạm thì anh chị mình có thể bán, ngày mai nó hồi lên thì anh chị mình có thể giữ tiếp, tùy, có thể là anh chị bán hôm nay chưa hay là vi chặn lại anh chị mình ở đâu vậy đấy, tùy, tại vì đánh cái này không ai lỗ cả, lưu ý mua tiêu chuẩn thì không ai lỗ hết, lưu ý nha. BBT nè, à, quá trình nè, đây nè, đánh không lên đúng không, với lại con BR nó đã phát động những cái nhịp chỉnh thì những con khác nó sẽ bị chỉnh theo, tại vì con BR là con dẫn dắt ha. Đây nè, chỉnh xuống đây, nhưng bản chất em có chia sẻ rồi, cái nền này nè có thể là nó lâu, nó lằng ngoằng, nó phiền phức, nó chậm chạp, nhưng mà khi bứt phá lên thì nó sẽ là những vùng hỗ trợ, thì về tới đây nó sẽ có những cái sự đỡ giá nhất định, chỉ là gì nó lâu thôi. Anh chị thấy con này nè, chờ nó đánh lâu quá mà đánh lên không bao nhiêu cả à, mà nó test lại như thế này thì em nghĩ nên quan sát thêm anh chị ha, nó tích lũy lại hay gì đây. BBB nè, BB thì do nó lên sau thì nó vẫn lên, nhưng mà nếu mà đánh T cộng thì anh chị nên bán nha. Bâu nè, bâu những cái trạng thái mà nổ như thế này rồi anh chị nên canh chốt lại à, nên canh chốt lại chứ mình không nên đu ở đây, tại sao nó đã lên được tới đỉnh rồi đúng không, cái mẫu hình breaking giảm của nó nổ ở đây nè, sao nó nổ ở đây nè, sao nó nổ ở đây nữa, đã đạt biên target rồi anh chị nên canh bán. BLS nè, có cây này bảo kê, hôm nay BLS thì nó lại không có yếu tố là đáo hạn hay gì nhiều, nó giữ ở đây em nghĩ là giảm 1% thì nó là không bao nhiêu ha, chị chờ xem nó có tích lũy lại hay không, điểm mua thì bản chất không có rồi, anh chị có hàng anh chị nên chốt lại, tại vì trụ anh chị biết á, trụ nó đánh lâu dữ lắm nó mới đánh được cây, thành ra trụ nếu mà có đánh là lên bán bớt liền ha, còn phần còn lại anh chị chờ đợi quan sát là coi nó có tích lũy lại để mình đánh vòng 2 hay không, còn nếu không thì thôi ha. Bét nè, đổ lên vẫn giữ tốt ha, em nghĩ con này vẫn còn một cái đà lên nữa, nhưng mà đánh ngắn thì em nghĩ lên khoảng tầm 35 anh chị nên bán, 35-36 vậy này thì nên bán ha. Đây cũng là vùng hỗ trợ của nó nè, nếu lỡ như nó có test theo dòng dầu khí thì nó cũng về đây thôi anh chị ha. Nhưng mà con này thì hôm nay lại không có xuất hiện những sự thay đổi lắm. Oi nè, nổ cây này nhưng mà bị chỉnh theo dòng thì về đây ha, nó cũng có cái nền ở đây ha. Nhớ chặn ở đây mức giá 17 nha, 17 tới 16.8 chẳng hạn, chặn ở quanh đó giúp em. Nếu nó chỉnh thêm anh chị nên bán nếu anh chị đang có lại. Gas nè, gas hôm nay có đáo hạn phái sinh có điều tiết, thành ra cũng chưa biết là cái giá như thế này ngày mai nó có trả điểm hay không, thì gas thì em nghĩ nên chờ ngày mai thì mới đánh giá thêm, chứ lại về đây cũng là về hỗ trợ thôi, bản chất có đâu có giảm nhiều ha. Nó hở gap là giảm tầm 3%, nó kích hoạt cho những cái trạng thái đáo hạn nhiều hơn. BSR đó, tại vì cái tín hiệu con này nè, nó có yếu tố ở đây nè, khối lượng hơi to, thành ra vi phạm em nghĩ anh chị nên bán. Thành ra đã có chia sẻ rồi, tất cả những cái trạng thái bứt phá đây nè, bứt phá đây nè, không mua ha, chỉ canh bán thôi. Bứt phá test lại đây, kỳ vọng ở đây nổ một cây nữa để bán, nhưng mà không có thì anh chị phải bán, lưu ý nha. Đó lý do tại sao mà mình không nên mua, tại vì mà hàng mình phải cả dụng để mình bán chứ, lưu ý. Vinh nè, giữ thôi. Vít nè nè, vít điều tiết nè, đạp kéo cao xong đạp xuống nè ha, nó ảnh hưởng cho cái sự gọi là giảm 6 điểm cho MTC ha. VRE nè, kéo lên trả lại bù, em có chia sẻ rồi, đây là nền của VRE rồi, thì nó điều tiết ở đây thì hôm nay con này còn được kéo, khối lượng tiền vào thì khá tốt nè, anh chị chờ đợi những cái mức giá 33 của nó nha. Vẫn như cũ thôi, bản chất ở đây nè đúng không, đi nền bình thường, chỉnh đây bật lại thì canh 33 thôi ha, 33 thôi chứ em không kỳ vọng thêm, để kháng cự đây nó dài lắm, 33 là ok rồi. A nè, đây chỉnh nè, đỡ đáy nè, test đỉnh nè, bật lên nè,
ha, thì con DRC cũng vậy nè, nè chỉnh nè, tăng nè, nổ tiếp nè ha, nhưng mà nhìn chung á nó đang hướng về cái 39. À thì đánh T cộng này gần gần 39 là sáng khoảng tầm 38 mấy là em bán. Đánh T4 đúng không? Đây nè. Gần 39 là lúc đó em chụp cái hình là nhiêu? Nè, 384 nè là anh chị mình có thể canh tỷ trọng, mình chỉ canh bán lướt luôn. Anh chị ha, tại vì khi mà nó rung lắc ở đây nè, có khả năng nó sẽ đi ngang hoặc điều chỉnh gì đấy. Thì với cái lực tiền nó nhiêu đây thì em chỉ kỳ vọng khoảng tầm 39 thôi. Thì 384 39 năm lai là cũng được anh chị ha. Sell nè, vẫn tăng nhớ chặn nha, những con lên đường kẻ nó sẽ xuống đường kẻ. Lưu ý khi nào mà xuất hiện thì cần bán. D2D nè, test đỉnh thành công, test đáy thành công chứ, nó bật lên nhưng mà nó phải cần thời gian gì tích lũy lại ha. Mà nhớ luôn luôn nha, luôn luôn phải chặn cái đáy này nha, tại vì nó thủng một cái là nó sẽ đi ngay, lưu ý. DRH nè, à có bật lại, em nghĩ nó sẽ tích lũy thêm. GBR này này, GBR sau cái quá trình rung rũ ở đây nè, bắt đầu cân bằng lại phía sau, anh chị chờ đợi nó tích lũy lại. Tích lũy ok thì mình sẽ quan sát con này ở nhịp sau. Ha, đây là một con anh chị lưu ý cho nhịp sau nè. IDC này có vẻ như là nó không đánh trần lại rồi, để coi con ngày mai như thế nào. Nếu như mà test cung ở đây nè mà ngày mai nó không đánh anh chị nên bán. Coi như chốt lại nha. Tại vì nó xuất hiện những cái buy and call liên mắc ở đây nè, lưu ý. KBC nè, à, cũng có giảm xuống nhú lên nhưng mà trong biên thôi, trong biên mà volume yếu nè. Chờ tích lũy thêm, con này tích lũy càng dài kìa thì nó mới an toàn chứ nhỏ lẻ đu bám con này nhiều quá. Ha, KSB nè, à, cũng vậy thôi, tích lũy lại ha. BSR nè, hở gáp nè. Ha, hở gáp những trạng thái này anh chị biết đúng không? Hở gáp mà đáng tục đầu thì anh chị cứ coi coi nó có lắp gáp hay không. Nói chung là giờ chặn thôi chứ mua thì cũng không mua. Ha, chỉ cần không mua là được chứ bản chất cũng không sao. SC nè, à, test ở đây thành công rồi nè, đúng không? Thì nó sẽ cân bằng lại đây một thời gian. Anh chị cứ chờ thôi, tại vì qua một hai phiên thì nó cũng không thể nào mà đòi mà nó đánh cái thang máy lên như này thì cũng khó ha, phải chờ thêm thôi. Lưu ý nha, nhưng mà nó test được ở đây là ok rồi, nói chung cũng không có vi phạm những cái mức đáy này để mình đi bán ha, để nó đỡ lên như thế này để coi như thế nào, còn ngày mai nó có bật lên hay không. BFC là vẫn tăng, bị bán tục đầu hở gáp nè, chị lưu ý nha. Với lại dòng phân hôm nay có dấu hiệu yếu nè, đây anh chị thấy không, nó kéo lên nè, rất là lèo tèo đúng không, xả đầy cây 15 triệu nè, nó kéo cây này lên nó cũng khoảng tầm có 7 triệu mấy thôi đúng không, 12 triệu 10 triệu đây, xả đầy 15 triệu. Thấy đó chính là lý do tại sao mà những trạng thái cổ phiếu mà nó đi lên nhưng mà khối lượng nó không giảm xuống. Nó không có tích lũy mà nó cứ rướng 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 như thế này nè. Hở gáp nè. Nè, chị thấy không? Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viên đạp cây coi như mất 8 viên. Đấy, thành ra nhú nhú như thế này nè, phải chặn lại. Ha, trong viên anh chị có, anh chị nên xử lý. Tại vì cái nhịp rơi và khối lượng lớn như này là một cái uptrend nè. Ngày mai nó mà hướng về cái gáp này nè mà nó test không thành công á, là nếu mà nó mở biên nó rơi tiếp thì con này sẽ xác suất tạo đỉnh rất cao. Còn nếu nó bật lên thì bật lên ăn cũng không bao nhiêu cả. Ăn ở đây nó đã ít rồi mà còn đạp đây nữa. Lưu ý thành ra những cái dư địa con này nó không còn bao nhiêu cả. Anh chị lưu ý nha. Nè, xả nè, lên khối lượng nó rướng 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 như thế nào. Đấy có mấy triệu thôi, xả cây này 16 triệu. Lưu ý ha, lưu ý ha. Để xem con ngày mai nó có bật lên không. Thương á, sau cây này ngày mai nó sẽ bật hồi kỹ thuật. Lúc này nó sẽ có hồi kỹ thuật hết. Cái vấn đề là anh chị đừng có bắt cái hồi kỹ thuật đó thôi là được. DGC nè, lên tốt ha, có tiền vô trở lại nè, nhưng mà quan trọng nhất là nó phải test đỉnh anh chị, nó phải test thành công cái đỉnh này, còn nếu không test thành công thì nó vẫn xuống thôi. Last nè, last dòng kia nó yếu thì em nghĩ là T3 đây về nè, anh chị mình có thể canh bán hòa, tại vì những dòng này yếu là anh chị nên bán hòa. Anh chị ha, tại vì anh em của nó bị yếu rồi, lưu ý. Nè, hồi lên nè, không thành công, đạp xuống nè. Những trạng thái này hơi xấu nha. Anh chị lưu ý. Khi mà nó hồi lên được cây này, nó phải test đỉnh nha. Nếu không test đỉnh thì nó phải test lại đáy. Em nghĩ là những con này anh chị nên chốt lãi là được rồi. Ha, tại vì bản chất tăng cái này không mua thêm đúng không? Thì vi phạm này em nghĩ nên bán. ANV cũng vậy nè. Tăng rướng ở đây nè, đúng không? Tích lũy lại, rủ xuống, khối lượng to, rút chân. À, những vùng này anh chị có thể canh bán. Bản chất mình không có đu đúng không? Mình không có đu là giá vốn mình chứng tỏ là mình tốt thì mình nên bán ha. Chứng khoán nào hôm nay chứng khoán kéo rất tốt ha. Nhưng mà em có chia sẻ nha, bây giờ anh chị rất nhiều anh chị hỏi em là có mua chứng khoán hay không. Vì quan trọng là anh chị coi lại video ở đây nè nha. Khi mà nó phát động tín hiệu ở đây nó bắt đầu kéo mà dẫn dắt dòng chứng khoán đi lên, thì những cái trạng thái mà nó tăng liên tục mà ngày nào nó cũng chừng và nó hở gáp như thế này, thì việc anh chị cần làm là anh chị bán bớt trên đà tăng hoặc là anh chị chặn lại chứ anh chị không mua.
nha, tất cả những trạng thái chạy nước rút chúng ta đều không mua cả. Có phải là những video chứ em chia sẻ là có thể là nó sẽ điều chỉnh hay gì đấy đúng không, nhưng mà nó không điều chỉnh, chứng tỏ là nó đi vào pha luôn, và vào pha là không mua nữa. Có thể là mình kỳ vọng nó chỉnh để mình mua, nhưng mà nếu không chỉnh thì thôi ha, không chỉnh thì thôi là mình không có mua được, tại vì rất là rủi ro. Những cái trạng thái mà nó đánh bật lên nè, ngày nào nó cũng trần như này mà xuất hiện những cây mà hở gáp như thế này, thì việc anh chị cần làm mình chỉ chặn lãi thôi. Em có chia sẻ đúng không, cái mức lợi nhuận của mình đã đủ lớn ở đây rồi, khoảng tầm 40%. Cái cây hở hôm nay chắc cũng thêm được mớ 44 ha. Thì khi nào mà xuất hiện buy and clean mắt thì anh chị hẳn bán, còn nếu chưa xuất hiện anh chị cứ cầm, cứ cầm cho nó nở ra anh chị nè. VCI nè, nổ tiếp nè, tốt ha, hưởng ứng tốt, không có yếu tố bị FOMO nè, đánh ok ha, kích lên thì anh chị cứ chờ. Những cái mức con này có thể lên được khoảng tầm 80 anh chị ha, 80 cứ chặn đuôi đi, tiền ở đây tốt nè, có tích lũy nền ở đây, em nghĩ nó sẽ 80. ERI nè, ERI đánh ghê ha, hở gáp trần đánh lên khối lượng lớn như này, nhưng mà mua rất rủi ro nha, cầm thì được nhớ chặn. Còn ERI này lúc nào nó hở gáp nó cũng ghê nè, hở gáp nè, chỉnh lại nè, nó có tăng tiếp nè ha, những con sóng nó sẽ chạy tiếp, nhưng mà quan trọng nhất đừng mua là được. Anh chị lưu ý thì mức giá ERI nếu như nó không quay đầu lại lắp gáp á, nó chạy theo đà thì có thể lên được 52 ha, nhưng mà có chị nên bán. Ví dụ như anh chị đã có được những cái biên lợi nhuận tốt, em nghĩ là lên tới đây chắc không ai lỗ rồi đúng không, thậm chí người đu đỉnh ở đây còn chưa lỗ mà anh chị ha, đu đỉnh thì chưa lỗ mà đu đỉnh lời được 11 mà, anh chị có thể canh, anh chị có thể bán bớt khoảng tầm 20-30% tổng tiền vậy đấy. Ví dụ như cầm 10.000 bán 2-3.000 đi ha, bán nửa cũng được, hoặc là cầm 100.000 thì bán 20.000 bớt, 20-30 bớt, cứ bán dần trên đà tăng, càng lên càng bán. Khi nào mà nó tới một cái mức đủ cao anh chị bán hết là được ha, mình biết vừa biết đủ mình ra là được, ok, nó là như thế, đừng mua là được, anh chị lưu ý. Còn những cái dòng chứng khoán á, có thể là nó tăng liên tục như này, anh chị đu T3 vào, đu vào có khả năng là T3 nó vẫn ăn, đúng mà anh chị đu đu lẫn ở đây nè, có thể là nó lên tiếp thì nó vẫn ăn đúng không, nhưng mà đánh như vậy thì nó giống như đánh lô vậy. Nhưng mà nếu mà anh chị mình mà chấp nhận rủi ro mà đánh lô như thế này thì anh chị mình cũng không có cần phân tích gì nhiều đúng không, cứ vô cứ hang nào trần bay vô múc 3 ngày sau mình đánh tiếp ạ, đúng không, đánh lô mà đánh lô phân tích làm chi, nó là như thế. Rồi nếu anh chị mình chịu đu thì cứ đu thoải mái, có thể T3 về nó vẫn còn sống thì T3 có thể vẫn ăn đúng không, mới đánh trần thêm 2 cây nữa T3 về vẫn ăn được 5-7%, chốt liền là vẫn có ăn. Nhưng mà những cái trạng thái đánh mà kiểu như mà đánh lô mà kiểu như hên xui như vậy thì không ai khuyến khích cả ha, không ai khuyến khích cả, thành ra là nên chặn thôi chứ không có hành động gì thêm nè. Đấy, có thể là cái cây này nguyên kêu không nên mua mà T3 về vẫn ăn nè, đúng không, thì đu vô vẫn có ăn mà, nhưng mà quan trọng là đu đúng điểm, lỡ như nó xả là sao, ngày mai nó xả là sao, mốt xả là sao, đúng không, rất là nguy hiểm ha. Mà đã gọi là đu rồi thì phân tích làm chi, đu được cứ đu thôi, T3 về có là ha, nhưng mà không ai tư vấn như vậy cả, lưu ý. Cái đó là cái độ chấp nhận rủi ro của anh chị thôi, anh chị nhớ chặn đuôi giúp em nha. Nè đó, còn nào cũng như nhau thôi đó, lên hết nè, kỳ vọng lắp gáp mà không lắp nổ luôn nè anh chị ha, thành ra với chặn lãi thôi chứ mua là không mua, lưu ý. Bán bớt thôi, cứ bán dần, tại vì mình qua đỉnh mới biết đâu là đỉnh. Anh chị để ý đi, những cái lần mà đỉnh cổ phiếu á, có phải là nó qua đây nè, xong rồi nó rủ xuống đây nè, anh chị ăn cây gãy này trước đã đúng không, xong rồi đến đây nó không hồi lên được tới đỉnh, bắt đầu nó mới rơi tiếp, thì lúc đó mới là đỉnh. Chứ làm sao mình biết được cái cây này là ví dụ như bán đây là ai nó cây này đỉnh, cây mai nó kéo lên tiếp đâu phải đỉnh đúng không, nó là vượt đỉnh đại, xong rồi nó rơi đỉnh đây nè, xong rồi nó hồi đây đúng không, mà nó không hồi lên đỉnh thì nó gãy tiếp thì nó mới là đỉnh đấy, dạng như thế. Có nghĩa là qua đỉnh mới biết đâu là đỉnh, chứ mình đâu có biết được đỉnh là ở đâu đúng không, thành ra mới là chặn đuôi nè, hoặc là chốt bớt cái gì đấy anh chị ha. Chứ mà chốt đỉnh thì không ai dám hứa cho anh chị mình chốt ở đâu là đỉnh cả, anh chị lưu ý, thành có cứ chặn. Còn bây giờ khi cuộc đua tăng vốn ABC gì đấy, nó đánh lên tới 9 tầng mây rồi bắt đầu tin nó mới ra, thì anh chị hiểu rằng là nó đã quá cao rồi. Tới bây giờ anh chị nghe những tin anh chị mới mua thì nó quá trễ, anh chị lưu ý ha, cứ chặn thôi. Nó đánh lên mà 30-40% như thế này, đánh lên 10-mấy% như thế này rồi, câu chuyện tăng vốn này đây nè, tăng bữa giờ là tăng vốn nè anh chị ha. Bán lẻ nè, bán lẻ hôm nay lại không có yếu tố gọi là tác động nhiều nè, có Masan tác động giảm nè, FPT tác động giảm nè, mà giảm khoảng tầm 1% như này em thấy bình thường ha. Ngày mai trả điểm lại thì em vẫn nghĩ là nó sẽ vượt đỉnh bình thường thôi, nó sẽ lên lại những bước này. Bản chất FPT anh chị đánh gì phải là gọi là nuôi, tại vì nó là cổ phiếu tăng trưởng, nó không phải là cổ phiếu đầu cơ ha, nó là cổ phiếu tăng trưởng, cầm đủ điểm nó sẽ đánh
những con này gọi là cổ phiếu tăng bền. Dòng thép nè, hôm nay anh chị thấy là vẫn tiếp tục là áp lực đến từ dòng thép. Anh chị thấy khi dòng thép giảm là hôm nay cả thị trường nó phải ra sức nó đỡ, thì vào đi mình mới đi một cái biên độ rất là nhẹ nhàng là khoảng tầm 6 điểm như thế này thôi. Đấy, với lại bản chất em có chia sẻ là bản chất là nó vận động trong phiên rồi, vô tới ATC thì nó lại không có thay đổi nữa, thành ra là nó không có ảnh hưởng gì tới cái biên giảm. Ha, ví dụ như Hòa Phát giảm như thế này đúng không? Nó cũng đóng góp cho phần giảm, nhưng mà vô ATC thì nó không có giảm thêm. Nó vẫn vậy thôi. Thành ra là nó không có tác động nhiều trong đáo hạn phái sinh, mà nó tác động về chỉ số tổng thôi. Anh chị hiểu là như thế. Anh chị ha. Đấy, anh chị thấy rằng là hôm nay là nó rơi tiếp rồi, đúng không? Nhưng mà anh chị thấy là đây nè, khối lượng rất lớn. Ha, khi mà rơi xuống mà khối lượng ngày càng to như thế này nè. Và đây là những cây mà nỗ lực cắt lỗ thì những vùng quá bán rất nặng của cổ phiếu và xuất hiện những cây volume gần 60 triệu. Ha, giống như đây nè, rơi nè, đúng không? Hồi lên rơi tiếp nè. 75 triệu thì xác suất nó là những cây stopping volume 3. Ha, stopping volume 3 là những cây dò đáy. Anh chị không biết cái định nghĩa của cây này, anh chị có thể search Google. Thì đây là những kiến thức nó là trong cái những cái sách viết về VSA rất là nhiều. Quan trọng nhất là cái cách vận dụng như thị trường chứng khoán, ví dụ như Mỹ hay là Việt Nam hay độ lái đánh khác nhau thì vận dụng nó khác thôi, chứ bản chất là lý thuyết thì đọc trong sách thì nó giống nhau. Ha, lý thuyết thì nó trong sách nó sẽ như nhau thôi. Anh chị hiểu rằng những cây stopping volume 3 em có nói trong khóa học á, thì nó là những cây dò đáy. Ha, thường stopping volume những cái cây mà rơi nè, volume lớn thì có khả năng đó chỉ là đáy, nhưng mà quan trọng nhất là gì? T cộng 3 về nó phải giữ. T cộng 3 về nó phải test lại đáy cũ hoặc không động hoặc là nó nâng đáy lên thì nó mới xác định là gì? Vùng cân bằng. Và sau khi có vùng cân bằng thì nó sẽ đánh. Anh chị ha. Còn nếu như mà T3 về ở đây, tại sao ở đây em có chia sẻ là anh chị nên quan sát và anh chị không nên mua. Tại vì sao? Tại vì đây nè, nếu mà T3 về mà nó không giữ được đáy thì nó sẽ tạo ra một cái stopping volume 3 mới. Nhưng mà khi mà càng rơi khối lượng càng to, ở đây là thể hiện cái sự nỗ lực cắt lỗ của anh chị nhà đầu tư. Đúng không? Mà khi mà anh chị hiểu là bao nhiêu đây tiền ở đây nè, thì ai là thằng bán và ai là thằng bán. À, ai là thằng bắt lại cái phần này cho anh chị. Đúng không? Và khi nó rơi về đây là những cái vùng mà gọi là nơi bắt đầu của nó. Ha, ví dụ như những cái phần hàng mà em mua ở những cái vùng mà 47 với lại vùng 50 ở đây nè, thì có thể ở đây là hòa vốn nè. Đúng không? Vậy tới đây là hòa vốn nè. Đấy là về mo nè, tại vì nó giảm sốc quá. Nhưng mà khi giảm sốc như thế này, cái khả năng nó bật lên và nó cân bằng trong ngắn hạn, nó lên lại mức giá 54, 55 rất là nhanh. Anh chị ha, thành ra những cái cây stopping volume 3 này anh chị nên chờ. À, theo quan điểm là hôm nay với hôm qua thì cũng vẫn giống nhau thôi. Anh chị nào có, bây giờ anh chị ai cũng kêu anh chị cắt lỗ đúng không? Tốt nhất em nghĩ nên chờ. Ha, chờ những cái điểm cân bằng cái này nè. Bắt đầu anh chị mình, đối với anh chị nào lỡ mua cao, anh chị mình có thể xử lý ở những cái vùng này. Còn những anh chị nào mà đánh theo dư địa và anh chị mua thấp, những vùng này là những vùng anh chị nên xem xét, anh chị canh mua thêm khi nó cân bằng. Anh chị ha, để khi mà những cái nhịp hồi phục như thế này nè, anh chị mình sẽ là những người có lợi nhiều nhất. À, khi mà những người có giá vốn thấp, tùy theo thôi, tùy theo những cái giá vốn anh chị nắm như thế nào. Ha, nhưng mà về những vùng này anh chị tránh bán nha. À, cứ từ từ anh chị, tại nó giảm thêm cũng khoảng tầm 2% một ngày thôi. Cứ từ từ, khi về là những vùng đủ quá bán rồi nó sẽ đánh. Anh chị thấy những cái cây như thế này là volume nó đã 60 triệu rồi. Đúng không? Cho nên những cái phiên sau mà khi nó rơi tiếp nó sẽ khó hơn là cái việc là nó sẽ đỡ lại. Anh chị ha, nó giống như vậy nè. Cân bằng ở đây nè. Tích lũy nè, đánh sóng mới nè. Anh chị ha, STB cũng vậy nè. Đúng không? STB nó cũng có những cái cây nè rơi nè. Rơi là bạc 5-6 cây nè. Đỡ lên cân bằng, test lại đáy đánh nè. Anh chị ha, anh chị nên chờ đợi những cái vùng mà quá bán của cổ phiếu thì nó sẽ có những cái điểm hồi phục lên. Anh chị ha, đấy. Những cái gì nó xấu ở đây là anh chị lưu ý nha, anh chị đừng có bán ở đây là được. Đấy, đó là cái cách xử lý những người nào mà anh chị đang có. Tại vì đây là cổ phiếu quốc dân, kiểu gì anh chị cũng sẽ cặp. Kiểu gì cũng sẽ có người quan trọng giá mua anh chị ở đâu thôi. Đúng không? Mà đi tới đâu anh chị cũng nghe là người ta bi quan hết. Thì những cái điểm mà rơi gắt như thế này nè, anh chị nên giữ nha. Nên xử lý sao phù hợp thôi. Tại vì cái việc mà khi mà nó cân bằng ở đây nè, nó đánh lên mức giá 55 rất là nhanh. 54, 55 rất là nhanh. Anh chị ha, còn những anh chị nào mà đánh dài thì nên canh, thì những cái điểm này giá rất là tốt ha. Đấy, những cái người ta bi quan anh chị phải nhìn thấy cơ hội anh chị ha, đi vốn phù hợp nè. Những anh chị, đây mới đúng là bản chất của hoa sen nè ha, rơi là phải sàn thì nó mới đúng ha, nhưng mà rơi khối lượng to này, anh chị canh ha, về là những vùng bắt đầu của nó rồi đấy, thì xác suất nó sẽ tạo đáy như vậy. Sao anh chị cứ chờ quan sát, khi mà xuất hiện stopping anh chị phải đếm đủ T cộng 3 của nó ha, chứ anh chị đừng vội bắt. Ví dụ như cây này anh chị bắt sớm anh chị rất dễ đi, đúng không? Nhưng mà nó rơi như này anh chị chờ anh chị ha, những cái vùng như này ngày nào nó cũng rơi như này anh chị đừng có bán.
Tại vì bán ra những phiên sau mà nó bật lên một hai cây một cái là nó cũng bằng lại cái phiên này lúc đó anh chị hăng bán anh chị ha. Thậm chí là cái dư địa phía sau nó sẽ tạo ra hơn đấy, lưu ý. Nam Kim nè, Nam Kim bản chất là không có điểm mua ở đây rồi đúng không, tại vì nó lên như thế này quá cao rồi đúng không, thành ra vi phạm ở đây anh chị phải bán rồi. Còn nếu bây giờ anh chị vẫn cầm á, anh chị chờ cái tín hiệu của những con khác anh chị ha. FMC nè, rơi hở gáp nè ha, về nền đục thủng nè đúng không, chờ đợi nó hồi lên lắp lại gáp này anh chị ha. Những con nhỏ nhỏ này bắt đầu nó sẽ rơi nhưng mà nó rơi theo quán tính thôi anh chị ha. Quan trọng nhất là cái con lớn này nè nó phải xong cái đã, mà những con sau này nó sẽ chững lại. Con này rơi không nhiều nè, rơi vậy là ít anh chị nha. Đấy, chờ đợi nó bật lên. Tại vì con này đi nền cũng chuẩn nên nó rơi thì cũng không ảnh hưởng lắm. Em nghĩ con này đỡ đầu tiên. Đấy, nên những cái gì bi quan gì nên bình thường anh chị thấy là cả thị trường á, nếu như con Hòa Phát hôm nay nó rơi á mà nó tạo ra một cái gọi là những cái hiệu ứng khiến cho tất cả những dòng còn lại nó rơi á, thì đó mới là những cái điều mà chị thấy là nó mang hiệu ứng gọi là lây lan. Còn tất cả những dòng còn lại ra sức đỡ cho Hòa Phát chỉnh thì cho thấy là Hòa Phát nó đang cố tình nó muốn chỉnh do cái sự đeo bám lớn hay gì đấy, anh chị lưu ý. Thành ra những cái điểm như này chị nhìn thấy là nó sẽ có những cái điểm rơi gắt thì nó sẽ rơi nhanh, nó sẽ bật nhanh trong giai đoạn phía sau ha. Để phân tích kỹ một tí về cái con này, có thể là thì hôm nay thật sự là có mỗi con này biến động, mấy con kia đâu biến động nhiều đâu đúng không, thành ra anh chị sẽ quan tâm nhiều ha. Nè, giữ nè, test đáy thôi, có thể nếu mà ngày mai bật lên thì được nha, còn nếu lũng 40 là anh chị quy tắc ngày mai nếu lũng tiếp phải bán, lưu ý. Nam Long là bắt đầu chững chững lại rồi, chưa có đánh giá thêm. Hồi lên vậy nên bán đi, vùng này là ok lắm rồi. Nè, đó, canh canh mà bán nha. Nè, chỉnh không thành công là phải lưu ý nha. Nói chung là em đã bán những cái cây như thế này rồi, là cái cây này em bán nè, đúng không? Cái cây này nè. Và cái cây này em có bán nữa nè, đó em có chia sẻ rồi. Thành ra những cái vùng phía sau này thì khi nào mà nó đẹp em mới mua lại. Còn nếu chị bây giờ vẫn còn thì em nghĩ nên bán đi. Ha, quanh quanh đây bán được rồi nha. Chờ đợi tích lũy lại, nâng lên gì đó, lên lại mức giá 50 thì mình đánh lại nha. Y ta là hở hở như này anh chị có thể canh, khi nào nó quay đầu thì bán. Hà Đô này test đỉnh tốt nhưng mà test đỉnh phải tích lũy anh chị nha. Test đỉnh vậy là ok rồi nhưng mà khối lượng chưa đặc sắc. Nhớ chặn đuôi nè, những con này phải nhớ chặn nha. Lên càng cao là càng chặn, tại vì nó quay đầu bất cứ lúc nào. Nè, hiệu ứng quay đầu liên tục nè. Xác suất con này chỉnh rất cao nha, anh chị nên canh xanh xanh thì mình nên bán. Đất xanh cũng vậy nè, xanh xanh nên canh bán nha. Đạt Phương tăng tiếp nè, tăng tiếp thì giờ chặn. Những con này test đỉnh thành công nè, đúng không? Cái sóng nó vẫn còn nhưng mà nói chung là không mượt bao nhiêu đâu anh chị ha. Em nghĩ là nó sẽ lên một đoạn nữa, nhưng mà anh chị FOMO vào có khả năng cái đoạn này sẽ là cái đoạn mà nó sẽ giết anh chị nè. Anh chị ha, nó nuôi tâm lý á, là nó vẫn lên á, nhưng mà cái đoạn sau này khi nó xả cái cú này nó mới đau nè. Anh chị lưu ý nha, nhớ chặn thôi. Nè, con đít này cũng vậy nè, anh chị cân nhắc nha. Nè, chỉnh là đóng ngưỡng như viên mai có một phiên chỉnh lại với khối lượng thấp, anh chị chờ đợi cái sự tích lũy lại thôi. Khi nào nó có điểm mua thì em sẽ hướng dẫn. Con này tại vì con này nó lên không có đất cao nhiều ha, dư địa nó còn. Còn cái con CI cũng vậy nè. Đạp nè, kéo lên lại nè ha, chặn đuôi thôi. Mua thì bản chất không có mua, lưu ý. Anh chị thấy chủ yếu là Penny đúng không? Penny nó bật lại là nhiều chứ còn thật ra có một số con nó đã bị fail rồi. Ha, bảo hiểm nè. Vẫn đi trong đây, anh chị chờ đi, có thể lần này nè, khi mà nó đánh cây này thành công á, T+3 về nó giữ tốt thì có thể mà anh chị sẽ đánh. Ha, em cứ chờ mức giá 65 của nó thôi. Vùng này có thể canh bán bớt được này. Ha, BMI thì mình không đánh, thì mình đánh BVH rồi thôi. Zamades nè anh chị thấy nè. Nó rủ T+3 nè, nếu mà rủ xong cân bằng có thể là một nhịp lướt T+3 được. Anh chị cứ chờ ngày mai ngày mốt vậy đây. Ha, để coi nó cân bằng như thế nào hoặc là coi video sau. VGI nè. Cân bằng tốt nè, chờ mức giá 40, 41 và 42 nha. Đó là những cái mốc. Dệt may nè. Những cái con này nó neo hơi lâu, anh chị cứ nhớ chặn đuôi nha. Lũng là phải bán anh chị nha, lũng là phải bán. Nó giống như tụi dầu khí. Con này cũng vậy nè, cầm lâu quá. Em nghĩ là nếu mà tổ chức họ không kiên nhẫn cho cái việc họ đánh lên, họ sẽ rủ. Lưu ý nha, có lãi anh chị nên chốt. Lên ngày nào mà nó nổ lên 34, anh chị thấy nó nổ 34 mà nó vẫn bị bán đầu á, cứ canh trên 34 anh chị bán, chốt lãi là ok rồi nha. Trụ hôm nay nè, đỡ lại nè. Chỉnh hôm nay có đáo hạn vệ sinh nè, ngày mai để coi nó trả điểm như Vinamilk như thế nào ha. Mai những con này nó sẽ có trả điểm hết, tại vì nó đạp nè. Nè, đạp nè. Nhá sàn mà cuối cùng đạp khoảng tầm 1% này bình thường ha, tại vì hôm nay đáo hạn nó cũng không có lớn lắm. Ha, anh chị chờ cái sự đáo hạn, cái sự trả điểm lại sau đáo hạn thì những cái con trụ như thế này nó sẽ quay lại cái bản chất thật của nó.
anh chị ha. Còn bản chất anh chị thấy là những cái dòng khác á, thì dòng tăng nó vẫn tăng, đi ngang nó vẫn đi ngang, chỉnh thì nó vẫn chỉnh, bản chất nó không thay đổi nhiều ha. Chỉ có là cái con Hòa Phát là cái con mà anh chị mình sẽ quan tâm nhiều thôi anh chị ha. Đấy, nhìn chung thì anh chị mình cứ bình thường thôi, chờ đợi ha. Bản chất thì cái sự vận động này em đã có chia sẻ các video trước rồi, nó không có thay đổi nhiều so với lại cái nhận định của em, anh em cũng bình thường anh chị ha. Anh chị cứ chờ đợi xử lý cho nó đúng phù hợp là được. Những con nào mà nó không đạt target, ví dụ như dầu khí nè, à nó đánh mà mình kỳ vọng nổ một cây nữa mà không đạt kỳ vọng bay anh chị ha. Thành ra là không muốn khuyến nghị anh chị mua thêm, thì mua thêm thì mua trên cao như này là bán như này là lỗ à, đúng không? Nhưng mà mua ở dưới thì thoải mái, bán thì thôi lãi, lưu ý nha. À lưu ý đấy, tại vì con này thật ra là mua trong cái đoạn mà dưới 1.400 thì cầm nó mới có lời, chứ mua trên đây đâu có lời mấy anh chị ha. Thành ra thì phải nắm giữ ở đây là chị mới ăn được ha. Và chú ý những cái dạng trạng thái mà ở chân sóng, ví dụ như dòng ngân hàng à, chị chờ những cái trạng thái kích dòng tiền của nó anh chị ha. Dòng chứng khoán chị thấy nó tăng mà nó không có chỉnh, có nghĩa là nó không cho anh chị mua rồi, thì chị tránh đu giúp em. Còn mà đu theo dạng đánh lô thì cứ đu thoải mái, tại vì bản chất cái đó là về mang tính chất gọi là nhân phẩm, chứ nó không phải mang tính chất về gọi là nó gọi là đánh liều cơ bản, gọi là cơ bản, thì cái đó mình không có tư vấn. À, có thể T3 vậy anh chị đu, à, anh chị đu ở đây nè, nhiều khi đánh T3 về mấy cây vẫn ăn à, thì tùy nếu anh chị chấp nhận ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị rất là nhiều ha. Dạ này, hôm nay xem video của em nhìn chung này biến động, thì mình nhất ngày mai để coi nó trả điểm như nào thêm, để có những cái xu hướng mới hay không. Thì bản chất cái vận động ngày hôm nay nhìn chung nó cũng bình thường anh chị ha, chị xử lý sao cho nó phù hợp. Mà nếu mà ai cầm Hòa Phát hay là thép gì đấy, tránh hoảng loạn nha. Những cái cây hoảng loạn mà nỗ lực cắt lỗ như thế này, xác suất cắt đáy rất cao, anh chị lưu ý ha. Quan trọng nhất là giá mua của anh chị thôi. Được rồi, à, nếu anh chị nào đánh T cộng hoặc là anh chị nào mà canh bắt đáy á, nếu mà nó có stopping tốt á, anh chị mình có thể quan sát và có thể lựa chọn và chú ý dòng thép ha. Mình phải nhìn thấy cơ hội khi mà người ta nỗ lực cắt lỗ anh chị ha, hoặc là đánh theo dư địa cũng là một cơ hội tốt. Để rồi, em xin cảm ơn chị rất là nhiều ha. Dành thời gian tối nay xem video của em, thông tin của em dưới phần mô tả, anh chị mình có thể xem, anh chị mình có thể đăng ký anh chị ha, cũng như là like, đăng ký kênh. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị rất là nhiều.